nơi đó thấy thì DMV rất 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 là đông luôn, mặc dù mình đã đi rất là sớm. Bây giờ mình sẽ đứng đợi và để làm thủ tục để đi vô thi. Đậu rồi mọi người ơi, đậu rồi, đậu rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi để bác mình tới đón mình đi về sau khi mà mình thi xong. Hello Miyuki, hello. Nhà để ăn sáng nào. Yes, bún riêu mà của bác mình nấu thật sự rất là ngon luôn. Bởi vì bây giờ đang rảnh cho nên mình sẽ coi YouTube. Mình sẽ đợi đến 12 giờ để cho dì của mình tới đưa mình lên trường. Và đây là nguyên một cái đống đồ của mình để mà mình chuyển lên trên ký túc xá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xuất phát tới dorm nào. To check in. Yes. Bây giờ mình sẽ đi lên phòng sau khi mà mình nhận chìa khóa và làm thủ tục check in. Sau khi mà bỏ hết đồ đạc lên trên phòng thì dì của mình đã đưa mình đi mua đồ ăn về nhà ăn. Sau khi ăn tối thì mình đã quay trở lại ký túc xá của mình và bắt đầu dọn dẹp, lau bàn, lau hết cửa sổ đồ này kia. Quần áo check xong, giường mền mùng chiếu gối check xong, bàn học chưa xong, quần áo chưa xong. Sau 2 tiếng dọn dẹp thì mình đã bắt đầu cảm thấy mệt và mình sẽ đi tắm xong rồi sẽ dọn dẹp tiếp. Mình đã trở lại. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ dọn nốt cho xong một trong hai cái vali của mình. Sau khi mà dọn dẹp thêm một đống đồ nữa thì mình sẽ quyết định mình đi ngủ. Nhưng mà trước khi đi ngủ thì mình sẽ xịt mũi, bởi vì cái đây là phòng mới. Mình sẽ xịt ở góc tường, xung quanh mấy cái chỗ mà hay có động lại cái hơi tối hoặc là hơi nước á, thì mình sẽ xịt. Mở cửa sổ ra nha mọi người, mở cửa sổ ra nha mọi người. Xịt nhiều như vậy mà không mở cửa sổ chắc xỉu. Ok, như vậy là đã hết một ngày của mình. Tạm biệt mọi người, good night.